Xin chào mọi người, mình là Tuyết Ruồi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tuyết Ruồi không có official. Hôm nay là một ngày chủ nhật và chúng mình đi làm. Hai con người chăm chỉ nhất công ty. Ok, cho bạn cái mic và nói cho to, không mồm tôi lại to quá. Xin miếng ớt. Hôm nay Mít ăn ớt vì đây là Tuyết đã xin của Mít một miếng ớt, xong rồi Tuyết sẽ ăn cơm. Hôm nay chủ nhật, chả biết ăn cái gì. Hết video để đăng rồi các bạn ạ. Thế nên là tôi sẽ phỏng vấn Mít. Mít ơi, tại sao Mít lại tên là Mít? Thế sao ớt lại tên là ớt? Hay chị Tuyết lại tên là Tuyết? Bởi vì mẹ chị đã tên là Tuyết. Thì người nhà em gọi em là Mít. Thật? Ok, ok Mít chị sai rồi. Thật ra không phải người nhà em, mà cái tên ở nhà của em là bé cơ. Bé? Mỗi lần gọi. Em thấy cái tên này kỳ lạ. Tại sao lại gọi em là bé mỗi lần? Không phải đâu. Bé ơi, về nhà. Mày về nhà ơi. Mọi người là sẽ đặt tên kiểu đây, để em để tôi đặt cái này ra đây á. Tôi đặt cái điện thoại ở đây. Quần áo của ai mới mua? Vâng, của em ấy. Ai à? Nắm quần áo quá. Cái nhung kêu xấu. Nhung kêu xấu quá, chưa xem. Cái gì nhở? Ở trên quê ạ, là mà chả biết thì không phải ở trên quê mà ở động thế. Mọi người hay gọi là bé ơi này, cún ơi này, cu ơi. Con gái thì mặc định sẽ gọi là cún. À, con gái thì mặc định sẽ gọi là cún. Bé giờ gọi là cún thôi, còn con trai sẽ gọi là cu. Em thấy ông rất nhiều người cu cún, xong bây giờ mới trở thành dâu tây, cò, này, táo, đào. Ừ, cò. Ngọt thế. Ớt này giòn hơn. Ớt vàng này ngọt này. Gà hơn đợt trước. Chiều chụp ảnh không? Không biết chiều kịp không. Ngân hàng của em lỗi rồi. Chuyển bao nhiêu? Điện thoại thì chuyển đó. Mọi người có biết không? Ai ủa? Đố mọi người biết trong công ty ai là người đi làm chủ nhật nhiều nhất? Đấy chính là chị em chúng mình. Tại vì sao? Bởi vì chúng tôi là những con người chăm chỉ. Thật ra là do nghèo. Động lực nào lại khiến em chăm chỉ như thế? Bởi vì em không có tiền. Ăn đi, đã bảo là ăn cùng mình cần. Tự nhiên cùng. Mùi nó sộc lên thôi chứ. À thế à, tự nhiên mùi sộc lên à? Át mùi ớt à? Hôm nay mình sẽ ăn cơm với rau cải với thịt luộc. Hôm nay Mít không mang cơm đi mọi người. Hôm nay Mít ăn ớt từ bữa. Hôm trước bà ấy mang hẳn 4 lạng thịt. Một bó rau cải rất to. Một bó rau cải đến công ty để nấu ăn. Trong cuối cùng rằng là... có cuốc ăn cùng. À có cuốc ăn cùng à? May có cuốc ăn hai cùng. Hai chị em ăn hết luôn. Trời ơi. Thế mang đúng đi. À? Ví dụ mang đi ấy, bà ai thì bảo người ta từ hôm trước ấy. Bảo rồi. Nhưng mà hôm đấy người ta lại có cảnh quay đồ ăn hay là chả ăn nữa. Cái gì vậy? Chị mới mua đồ ăn bà Tuyết về đoạn nữa. Mai làm múc bang cùng á. À nhưng mà chọn lúc nào đấy mà rảnh tôi sẽ xem ai rảnh tôi sẽ rủ người ấy quay cùng, còn nếu như không ai rảnh tôi sẽ quay mình. Cái này là bởi vì tôi đã ăn đùi gà khổng lồ vị bơ sữa, vì thế nên đợt này tôi không mua vị bơ sữa nữa, tôi đã mua vị phô mai. Tôi mua cái gì tôi chưa ăn thử. Ớt đợt này ngọt hơn này. Ăn đến giòn hơn đợt trước. Thế xong rồi là ngày chủ nhật của bạn lịch trình như thế nào? Sáng đi làm? Chiều đi xem bóng đá. Chiều đi xem bóng đá thì ấy làm được. Chiều đi bóng đá thì ảnh mới ớt gì? Thì hôm khác mình chụp. Ok. Chứ em vẫn phải ra sân, chị chưa có đi xem không? Không đăng ký. Em chụp ảnh luôn. Không đăng ký. Cần gì đăng ký đi ra. Chờ em chưa biết là quay cái gì. Dễ dàng. Ra miếng thịt. Cái này chắc không phải bò đâu đúng không? Không. Ngâm cái đấy vào nước ạ. Nó nổ hết nở ra. Tôi làm thí nghiệm.
Ăn cái bim bim cánh gà ấy. Ngư cánh gà ăn được. Ăn nốt ớt đi. Giờ đi xem đá bóng xong rồi ăn ăn liên hoan bên công ty. Ăn liên hoan rồi. Và đội bóng. Và đội bóng ngủ. Hôm nay đi làm. Đúng. Đấy. Cuộc sống chỉ thế thôi. Mình sáng ngày đi làm. Đi làm về xong thì mình sẽ tìm đồ để mình quay mukbang. Sau đó thì quay xong thì đựng. Xong thì ăn cơm ở nhà với mẹ buổi cả tuần, chả chả nhà mẹ em nào. Chiều hôm nay là định đi quay cái gì nhỉ? Quay food tour Vĩnh Yên. Food tour Vĩnh Yên là ở chỗ đường tàu có ngô nướng này. Có ngô nướng đường tàu này. Thời tiết se se lạnh, buổi sáng đi làm em có thấy lạnh không? Có. Buổi sáng đi làm sáng nay chị thấy lạnh rồi đấy. Ui rồi các bạn ạ. Hơi lạnh. Thời tiết như này mà rất nhau đi dạo cực thích nhỉ. Có người yêu thôi. Chị có người yêu rồi, ok chị có người yêu rồi. Xong rồi đấy thì sẽ đi ăn phô, đi ăn bánh phô mai đồng xu. Nhưng mà đi ăn nữa. Hay thôi. Hôm nào có phải đi ăn chứ. Thèm quá. Hôm nào mát mát trời thì ăn mới ngon. Ok. Dầu đắt quá. Yeah. Em có đi chợ không? Em có. Dầu đắt nhỉ? Ừ. Công nhận rau bây giờ đắt kinh khủng. Ví dụ ngày xưa mình mà ra chợ mình mua một bó rau 5.000 là đủ cho cả nhà ăn đúng không? Nhưng mà không, bây giờ phải 7-8.000. Có bó đến 10.000 cơ. Cái cay cay cũng được đi. Không, chả ngon như là cái đấy. Nhưng mà nó vừa miệng em. Nó rất vừa mồm á. Sao chị chấm rau với tương ớt? Đâu, chị chấm dọc luộc mấy tương ớt mà. Hay còn rau? Rau chị không chấm. Trời. Chị không ăn chấm. Ui trời. Ăn mặn hạ thật hạ. Em đã ăn quả Maxim bao giờ chưa? Nó như thế nào? Nó là quả gì? Chị chưa được ăn bao giờ, chị thấy tên nó lạ quá, chị thấy Băng Ngọc bán. Ôi trời ơi, chị nói chị bắn nước bọt vào mặt em. Chị xin quả nói. Gì nhỉ? Nữ duyên dáng Việt Nam. Quả Maxim là quả gì nhỉ? Chưa biết rồi, chưa được ăn bao giờ. Bình tĩnh, nghe con quen. Bây giờ xem ảnh thì mới biết. Quả nó như kiểu là quả đậu bắp ấy. Nhưng to hơn. Quả gì cơ, chị đọc lại để em tìm trên Maxim. Quả Maxim. Ừ. Quả Maxim. Ừ. Em thấy có mỗi từ mắc cọp. Maxim, mắc mở mua đắt đấy, mắc đấy. Đấy. Đây là quả khế mèo. À. Thế. Nói chung là Maxim cũng được, khế mèo cũng được. Quả ăn sim cũng là được. Sim khác. Không, khế mèo có à? Nơi gọi có nơi người ta gọi quả này là quả sim, có nghĩa là mỗi nơi mà người ta gọi khác nhau. Ăn nó có vị ở đây đâu, khế mèo rồi. Ăn nó có vị chua chua chát chát. Hả? Ăn có nghẹn không? Hả? Ăn có nghẹn không? Ăn có, chua chua chát chát. Ăn ngon không? Ngon. Lại bán ra mặt tiếp à? Không phải. Chị ăn táo mèo chị thấy ngon không? Không. Chát lắm, vừa chát vừa chua vừa chát. Thế thì em khuyên chị không nên ăn Maxim. Thế à? Mà thôi cứ ăn đi, ăn cho biết. Tại vì nó vừa chua vừa chát. Giống như cuộc đời của chúng ta. Đúng. Thế đoạn đó tôi mua rồi ăn. Nhưng mà vị chua sẽ có nhiều hơn. Thế thì chấm với cái gì được? Chấm muối thôi, chấm muối Hảo Hảo các thứ các thứ. À, chị mới mua một một hũ mắm ruốc mấy lại cô mắm cô gái Thái ấy. Đoạn nữa chị em xem có gì ăn chị mang nước chấm cho em chấm nhé. Sau đó chị ăn cùng ấy. Được. Khoai chấm mắm ruốc. Cái quả khế mèo này là tầm, em không nhớ nữa, hình như là 5 năm trước có một bạn dân tộc Thái, bạn ấy cho em ăn thử một lần. Nghĩa là chính là ở chỗ nào, Tuyên Quang rồi? Chiêm Hóa. Chiêm Hóa.
Công ty mình có 2 người ở Tuyên Quang á. 3. Ai? Long Tổ và chị Yến. À. Thế 4. Còn ai nữa không nhỉ? Phan Anh. Ủa? Thế 4 Phan Anh đó. Đúng rồi. Phan Anh là Tuyên Quang mà. Nó trên truyền... Nó ở... thành phố Tuyên Quang. Ừ. Giai thành phố. Ừ. Bảo là sao đẹp trai ấy. Ừ. Trông thư sinh á. Anh Phan Anh mới vào công ty mình mọi người ạ. Trắng trẻo thư sinh đẹp trai cao giáo. Ngon chứ. Bạn cũng ăn rau nhiều nó, ăn làm miếng. Không, ngon. Không ăn nữa. Chán rồi. Ừ. Ngủ. Ừ. Ừ. Ngon ngủ, người ta bảo căng ra bụng trùng ra mắt nữa. Không được rồi, vẫn phải ăn nốt miếng ớt. Anh chị ăn không? Không. Tại tự nhiên thèm quá à. Em xin quả kia đi. Hôm qua em có post bớt quần áo ở trên Facebook. Ừ. Nhưng mà các bạn vào hỏi mua thì ít, đòi app thì nhiều, xong có mấy bạn cứ gọi video cho em nhiều ấy. Mình đang đi làm. Ừ. Ảnh hưởng á. Ảnh hưởng đến công việc đấy các bạn. Ê chà. Lúc đấy lỡ để chuông, đang quay. Hay lỡ để chuông, quên không tắt chuông cái. Có một bạn gọi video cái cho thật. Rơi điện thoại. Không phải, thoại được nửa cảnh rồi. Đang thoại hay rồi tự nhiên tinh 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 một cái. Rồi. Các bạn không? Có chuyện gì các bạn nhắn tin, các bạn đừng gọi điện. Đang làm, bọn mình không được sử dụng điện thoại các bạn. Không, cái đấy là do em chưa tắt chuông ấy. Nhưng mà nó vẫn điện chung ha. Thôi anh áp Facebook chị mới. Không, chị hư lắm. Chị ngoan. Hứa sẽ chăm tương tác. Hứa sẽ ngoan. Không. Thôi đi rửa tay đi ngủ. Thôi tôi ăn xong rồi. Mọi người ơi, bây giờ là như thế này nhá. Mình cảm ơn mọi người đã xem một video, xem hết video VOT của chúng mình. Bây giờ mình xin phép kết thúc rồi, chúng mình đi ngủ đấy. Chiều chúng mình đi làm tiếp. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.